Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về món tôm nướng muối các bạn nhé. Đây là sản phẩm tôm nướng muối của mình, đây đã xong đấy. Tất nhiên là không trắng giống như là gọi là tôm bao tuyết đấy. Mà đây là tôm nướng bằng muối. Thế nguyên liệu các bạn cần phải dùng cho món này đó là tôm. Đây là mình sử dụng 500 g tôm. Đây là mình dùng tôm biển các bạn ạ. Thì cái tôm này thì 10 con là được nửa cân đấy các bạn ạ. Và đây là muối. Đấy thì bây giờ trước hết là mình cho muối vào để mình hòa nước. Nghĩa là mình đã gọi là tôm nướng muối, đương nhiên là các bạn sẽ hòa cái nước muối rất là mặn nhé. Đấy thì mình dùng 2 thìa muối và mình 2 hoặc 2 thìa rưỡi muối đi. Sau đó các bạn cho khoảng 500 ml nước hoặc 400 ml nước. Cái này chỉ cần nước nguội thôi và nước mắm thôi các bạn ạ. Bởi vì mình để mình ngâm tôm cho nó ngấm cái muối vào tôm à. Mình có cho bỏ thêm một chút đường để nó ngấm vào con tôm ăn rất là ngọt. Các bạn quấy đều giữa đường và muối. Quấy cho tan đường và muối ra. Sau đó các bạn cho tôm vào, các bạn ngâm. Nói chung là nhà có cỗ mà mình làm cái món này rất là ngon đấy các bạn ạ. Mình thay cho món tôm nướng ở đây là mình nướng với muối. Thì các bạn thay cho món tôm chiên thì ăn rất là ngon và sạch sẽ và ăn rất là chất ạ. Thế là sau đó các bạn để cái này các bạn ngâm khoảng từ 10 đến 15 phút nhé. Đấy ngâm xong một tí lúc các bạn có thể lật lên lật xuống đi. Đấy, các bạn có thể lật lên lật xuống cho nó ngấm đều giữa mặt tôm trên với mặt tôm dưới. Thế mình ngâm đủ thời gian rồi thì bây giờ các bạn sử dụng một cái đĩa để các bạn gắp ra. Thì ở đây mình muốn đấy, tôm mình đã ngâm đủ thời gian này thì dùng cái đĩa để các bạn, cái này nó có nước nhá, các bạn sử dụng một cái đĩa sâu lòng. Ở đây thì mình có chuẩn bị thêm một chút, mình muốn thái một vài lát sả vào đã. Đấy, mình thái vài lát sả và mình nót ở bên dưới cho thơm. Thì cái sả này các bạn có thể thái vát dọc như thế này nhé. Thì tôm thì nó là một món hải sản rất là tuyệt vời đúng không ạ? Các bạn có thể ăn hấp, ăn nướng hoặc ăn chiên rất là ngon. Cái tôm này là giàu chất dinh dưỡng, giàu đạm và giàu canxi. Do vậy mà một bữa cơm mà các bạn chỉ cần sử dụng khoảng 2 con tôm này là có thể đủ chất dinh dưỡng đấy ạ. Một tuần các bạn cứ đãi gia đình một bữa tôm này thôi, không cần phải nhiều thì là đảm bảo rất canxi hàng ngày cho các bạn đấy ạ. Còn tuy nhiên là cái để nói về kinh tế thì cái tôm này nó cũng hơi đắt một chút, thì có thể các bạn dùng tôm này mà các bạn có thể dùng tôm đồng các bạn rang cũng được. Thì tôm đồng các bạn ăn là cả vỏ lại càng giàu canxi hơn. Ở đây tôm biển thì là mình kiểu gì cũng phải bóc vỏ đi, nó cứng đúng không ạ? Đấy thì các bạn cho vào lò vi sóng các bạn nướng nhé. Các bạn nướng khoảng 10 phút đến 15 phút. Đấy, thế là sản phẩm đĩa tôm của mình đến đây đã nướng xong rồi đấy các bạn ạ. Các bạn để nướng rất là nhanh vì cái tôm rất là dễ chín, nhanh chín, do vậy mà các bạn chỉ nướng khoảng 10-15 phút thôi. Nhưng các bạn muốn ăn khô thì các bạn nướng khoảng 15 phút, còn không các bạn chỉ cần nướng khoảng 12 phút là có thể ăn được rồi. Còn các bạn muốn khô một chút thì các bạn cho lên 15 phút nhá. Các bạn ở chế độ nướng các bạn nhá, lò nướng đấy ạ, ở nhiệt độ khoảng 1800 hoặc 2000 thì các bạn nướng ít thôi. Thì là cái thời gian nướng là như vậy. Các bạn mà nướng khô quá thì nó cũng không, nó mất cái độ ngọt của tôm đi. Thế là sản phẩm tôm nướng muối của mình đến đây đã xong rồi đấy. Các bạn ăn cái món tôm này rất là ngọt và không hề bị ngấy một chút nào. Thì xin chúc các bạn làm và thành công để đãi cả nhà những món tôm nướng muối thật tuyệt vời nhé. Và các bạn xem video của mình thì mà thích thì nhớ like.